Xác định công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã vận dụng sáng tạo công tác dân vận, nhất là trong việc di chuyển mồ mả, tạo sự đồng thuận của người dân, từng bước tháo gỡ nút thắt trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ được giao. Đến thời điểm này, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang đã kiểm kê xong 838 ngôi mộ cần di dời để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường vành đai 4. Xác định việc di chuyển mồ mả không đơn giản là bồi thường, hỗ trợ bao nhiêu tiền, mà là chuyện tâm linh, phải tính toán tới nhiều yếu tố khó khăn phức tạp. Đảng ủy xã Mễ Sở đã chỉ đạo khối dân vận, các tổ dân vận thôn Hoàng Trạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của dự án tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nhờ làm tốt công tác dân vận nên đã tạo được sự đồng tình, ủng hộ cao trong nhân dân. Chúng tôi cũng đã coi như tuyên truyền vận động tới coi như các gia đình giáo họ. Nhân dân cũng đã xác định được đây là cái công trình của quốc gia mà tất cả mọi cái là vì cái chung của đất nước. Thế nên là nhân dân là rất là đồng tình ủng hộ. Chúng tôi đã vận động bản thân gia đình nhà tôi trước, sau đó đến làng xóm. Mọi người là rất đồng thuận và sẵn sàng di chuyển. Dự án đường vành đai 4 đi qua thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm phải di chuyển 584 ngôi mộ, tập trung chủ yếu ở thôn Hoành Lạc. Khi bắt đầu triển khai, cấp ủy chính quyền cũng gặp khó khăn do người dân có tư tưởng di dời mồ mả chỉ thực hiện vào dịp cuối năm. Trước tình hình đó, Đảng ủy thị trấn đã chỉ đạo khối dân vận thôn Hoành Lạc xây dựng các mô hình dân vận khéo về giải phóng mặt bằng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, đến nay các hộ dân có phần mộ phải di dời đồng thuận cao với chủ trương của nhà nước. 70% số mộ đã được di chuyển sang khu nghĩa trang mới. Cũng đã xác định đây là một dự án trọng tâm. Trong đó công tác dân vận là vận động nhân dân để thực hiện dự án này. Thì từ các bước phù hợp với Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng cơ bản huyện và các cấp đã đi kiểm kê mồ mả vận động nhân dân đúng theo tinh thần và đúng theo tiến độ. Nhờ cách làm bài bản tôn trọng văn hóa tín ngưỡng cũng như tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân, nên các địa phương đã tạo được sự đồng thuận của người dân trong di dời mộ về nghĩa trang tập trung. Đến nay, huyện Văn Giang đã tiến hành kiểm kê xong 100% số mộ cần di dời là trên 3.355 ngôi. Huyện Văn Lâm đã di dời được 664 trên 825 ngôi. Phát huy vai trò công tác dân vận, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ trong giải phóng mặt bằng và nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân đã góp phần giúp các địa phương hoàn thành bàn giao mặt bằng theo đúng kế hoạch đề ra.